Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trong ngày hôm nay đã đi thực tế kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố và làm việc với Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Đến thời điểm này, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã thu nhận 31 ca dương tính với COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, đã điều trị khỏi và sau đó tiếp tục cách ly tại bệnh viện đủ theo thời gian quy định và đã cho ra viện 20 bệnh nhân. Hiện bệnh viện đang còn 11 ca dương tính từ Mỹ trở về, có 5 bệnh nhân được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, trong đó có bệnh nhân nặng là bệnh nhân 1536, sau bệnh nhân dương tính sau 14 ngày cách ly tại khách sạn. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm của đội ngũ các y bác sĩ của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng trên mặt trận phòng chống dịch, đồng thời đề nghị bệnh viện cần đặc biệt lưu ý công tác phòng chống dịch ngay trong đội ngũ y tế, nhất là những y bác sĩ trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân, cũng như không được để dịch bệnh lây lan ra bên ngoài. Đồng chí phải hết sức lưu ý cho cái việc phòng chống cái sự lây nhiễm sang cho cán bộ, đội ngũ y bác sĩ. Tôi đề nghị đây là một trong yêu cầu quan trọng nhất. Anh em làm cái nhiệm vụ này là các đồng chí tuyệt đối không được để anh em có cái việc lây nhiễm. Nha. Cái thứ hai là không để cho cái việc lây nhiễm ra ngoài. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc năm mới đến các y bác sĩ Bệnh viện Phổi, đồng thời mong muốn các y bác sĩ tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, năng lực chuyên môn để sớm đẩy lùi dịch bệnh, đem lại sự bình yên cho thành phố Đà Nẵng. Trước đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm soát dịch khu vực Hòa Phước, huyện Hòa Vang, ghi nhận và biểu dương nỗ lực của tổ công tác tại chốt. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các thành viên trong tổ tiếp tục bám chốt, phấn đấu làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch, nhất là khi Tết Nguyên đán đang gần kề, đồng thời gửi lời động viên chúc mừng năm mới ý nghĩa đến các thành viên trong tổ công tác tại đây.